Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Đó, hôm nay mình làm chọn combo này cho một bạn ngoài Nam Định nha. Bạn ngoài Nam Định đã đặt hàng bên mình. Đó, chỉ cần nói vô nói anh ơi, em muốn mua full bộ vậy đó. Có hay không? Đó, anh gia công được không? Rồi xong gẹt chuyển tiền 30 giây luôn nha các bạn, chuyển hết tiền luôn. Đó. Mua đồ là nhanh gọn lẹ luôn, không cần nói nhiều luôn. Rồi, đây là cái cho một bạn ngoài Nam Định nha. Đó, là bạn mua chọn combo mà cái nòng 54 của thằng quay Alpha, quay A thường thường gọi là quay A đó, 110 đầu vuông, sử dụng cho quay S được luôn nha, quay S 110 sử dụng được luôn. Thì bạn ấy là mua chọn combo như thế này, ở bên mình gia công. Đó, thì chọn combo bình xăng thì có đầy đủ. Đó, thớt nè, thớt bình xăng nè, bình bông mai nè. Đó, rồi co xăng nè. Là ok, rồi lọc gió trụ nè. Đó, xong đó là đây là cây cam 5.8 nha. Cây cam 5.8 không có bạc đạn nha. Bạn ấy sẽ về xài lại cái bạc đạn theo xe. Tại vì giống như clip trước mình đã nói thì cái loại cam này sử dụng cho nhiều đời xe nó khác nhau, nên cái bạc đạn nhỏ bên đây nè, nó số nó khác nhau. Đó, mình thay cặp bạc đạn tốt quá thì nữa về đóng bạc đạn bỏ nó cũng ổn. Ví dụ như gắp không vừa là mắc đóng bạc đạn này bỏ, rồi gắp bạc đạn theo xe vô, hoặc mua bạc đạn khác thì nó tốn tiền nữa. Cặp bạc đạn tốt á, là nó mắc dữ lắm nha các bạn. Đó, này miếng con silat có cái nòng này, có cái xi lanh này, thì mình đã làm lên cho nó 54 nó vừa dưới nòng rồi, ok. Đó, đây là cái nòng chính hãng của Honda nha các bạn, nòng chính hãng của Honda đó, được gia công lên 54 đó, trái 54 bên mình á. Rồi có cái gì ác bê tông luôn nha. Anh em mua cái bên mình á thì ác bê tông này mình thỏa thiện bên mình á là mấy anh em nó giấy vừa tới chứ không có giấy lỏng hung nha các bạn. Giấy lỏng hung á thì nó mau lỏng bê tông. Thì anh em chịu khó về á thì ký lấy cái kìm mỏ nhọn hay kìm gì đó, hoặc là gì đó đóng mạnh ra tí xíu không sao nha, cho nó ra. Rồi khi gáp á, là mình sẽ đóng mạnh vô một tí, không có vấn đề gì nha. Can ngay chân cái lỗ chỗ mà cái cây dên á, cái tay dên là bụp thôi, không có vấn đề gì hết. Đó là xong về việc cái nòng này 54 đó, ok luôn. Còn cái bộ lửa này á, bộ lửa này á là bạn mua cái bộ này của mình á là kêu mình á là mua giùm, là cái bộ này mình mua giùm chứ bên mình không có bán nha các bạn. Tại vì lửa á, mua về để ở tiệm á, khi mà bất cứ nó nói chung là chưa kịp gáp nữa là nó chết rồi, mở ra là nó chết sẵn rồi, nên là lửa mình ngại bán ba cái vụ mà lửa độ này lắm đó, nên mình là không có mua bán sẵn. Chừng nào khi nào mà mình làm xe này kia mình mới mua về sẵn nha các bạn, tại vì bị mấy cục rồi nên sợ quá. Cục này cũng đâu phải rẻ tiền đâu, đúng không? Thằng này á, là IC dành cho quay A110 nha, mà quay 125 rồi đó. Đó, bốn chân nè các bạn thấy không, bốn chân đó, về gáp vô cozy đó, mua bên sườn đó để xài bốn chân nha. Nó khác nha, những cái dòng 110 này á là nó khác nha, nó khác với cái những thằng quay game nha các bạn. Đó, bốn chân nè các bạn thấy không, 1 2 3 4 chân nè, nó chui bọng đồ game khác hết trơn. Đó, nó không có giống với mấy thằng quay game của mình xài phổ thông bình thường ha. Đó, cho đây là để nè gì CDA quay 125X. Đó, đây là bộ bạc. Thì bạn chủ xe này kêu bạn chủ bộ đồ này kêu là để em về em rửa này kia sạch sẽ em sẽ gắp bạc vô sau. Đó, chứ giờ gáp bạc vô là nửa rửa này kia, nói chung là bạn ấy hơi kỹ chút xíu. Nhưng mà bạn nào gáp bạc không được thì ở trong mình khi bán đồ gì thì mình sẽ gáp bạc cho các bạn luôn, không vấn đề gì hết, về rửa vẫn bình thường. Nhưng mà bạn này là gáp được đó, bạn là gáp được thì để cho bạn gáp. Rồi xong, bê tông bên mình cũng có nhiều lần mình chia sẻ cho anh em rồi, để mình để vô lại cho các bạn, chia sẻ lại cho bạn xem. Bê tông ok luôn nha, 54 này bên mình á, có mấy clip mình đăng lên á luôn, lúc nào cũng ok hết trơn á. Ra bảo dưỡng là không có vấn đề, là do chủ xe này kia là xài đồ tốt nữa nha, chứ không phải là do đồ mình tốt hơn. Rồi, chia sẻ thêm cho các bạn về những cái mà bộ nòng 54 đồ bên mình. Đó, zin cũng vậy luôn đó, không cần 54. Khi các bạn gáp á thì các bạn sẽ gáp sao cho nó hụt xuống mặt lòng khoảng 5 gem, là hụt xuống nhiêu nè, thấy không? Hụt xuống tí thôi, là khi mình ép 4 con ốc đầu vô á, là trái bê tông á, nó sẽ ngang với mặt lòng luôn, nó như vậy. Còn khi các bạn mà gáp ngang mặt lòng như vậy, đó, ngang mặt lòng như vậy á, thì khi các bạn ép siết á, gáp gon này kia rồi siết 4 ốc đầu vô á, là ví dụ như là gáp, các bạn ép ngang mặt lòng gì phải không, siết 4 ốc đầu vô á,
thì bắt buộc cái bê tông nó sẽ lồi lên, nó lồi lên nó sẽ bị thốn, bị đụng, nó kêu đụng 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 ầm ầm như vậy thôi đó. Còn nếu mà nó hơi mà dém dém, gọi là dém dém đụng là cho dù nó không kêu lớn nhưng công suất máy nó sẽ xuống, nó tại vì nó bị thốn mà nó đâu có chạy được đó. Khi các bạn gáp là trái bê tông phải hụt xuống đó, nè thấy không, bên đây nè hụt xuống tiếng gì đó, để khi mình siết ốc vô thì nó ok. Thì cái con chân này tùy theo thôi, mình trước tiên là mình gáp, mình bỏ một miếng con chân vô đi, rồi gáp vô xong á, nếu mà nó hụt xuống mà lòng tí thì thôi khỏi chim miếng nữa. Còn nếu mà gáp vô á mà nó hụt rồi á, ủa nó không hụt á, nó ngang mặt lòng, thì bắt buộc á là phải mình phải thêm một miếng con chân nữa, nó mua thêm miếng con chân nữa gáp vô để cho nó hụt xuống mặt lòng tí. Nó hụt xuống nhiêu cũng không sao nha các bạn, đây để mình chỉnh. Ừ, hụt xuống nhiêu cũng không sao nữa nha, khi mình siết là ok nha, mình siết là nó sẽ lên nha, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà 5 gem thôi, vừa vừa thôi, đừng cho xuống quá. Xuống quá rồi mất công hụt hơi luôn nữa, đúng không? Xuống vừa vừa như mình nãy giờ mình hướng dẫn đầu cho các bạn là ok. Xuống hơi hơi vậy nè. Tại vì những cái dòng Seijin các bạn thấy, những cái dòng mà của thằng, nói chung là Seijin của mình á, Seijin là của hãng Honda hoặc là Yamaha này kia luôn, lúc nào cũng hụt xuống tí xíu các bạn. Đó thì mình dựa trên như vậy đó, tại vì mình cũng có gáp nhiều bộ rồi, cũng y gan vậy. Gáp vô ngang mặt lòng đồ, siết vô đồ, hồi chế bê tông lòi khỏi mặt lòng. Rồi gã cái đầu ra lại, chim miếng con vô. Đó. Khổ vậy đó. Bởi vì là mình đã có kinh nghiệm rồi, mình chia sẻ cho anh em trước để anh em khỏi bị giật này kia. Đó. Về gáp vô là bụp. Không có vấn đề gì hết. Đó, bộ này là ok luôn nha. À, khi mà mua đồ bên mình rồi là mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn hết rồi. Với phần những cái đồ này là bên mình xài luôn đó, bên tiệm mình xài cho khách luôn đó, mình áp dụng ở đây và mình bán đồ cũng như vậy, chứ không phải mà mình mua đồ mới ở xưởng này kia về đồ mới chát luôn tùm lum tà la hết trơn rồi á là mình bán cho các bạn. Thì mấy cái đó thì mua về gáp á, nhiều khi mà nó gặp trục trặc vấn đề hoặc là đồ theo cái bộ đó quá trời rẻ, nó không ok, nó như vậy. Nên là luôn lúc nào mình mua đồ về mình cũng gia công lại hết. Nó ví dụ như nòng 72 mình mua về gia công sức bắp tốt đồ cho anh em nè. Đó. Như vậy thôi. Lúc thì lúc giao dịch, lúc mà nhắn tin ở trên Facebook thì nữa mình sẽ để đường link Facebook bán hàng của mình ở dưới phần mô tả video này cho các bạn, để các bạn mà dễ vô cái đường link đó thì chính xác hơn. Để nhiều khi những cái trang khác nó lập ra nó giả mình tùm lum ta các bạn ơi, mình bị hoài luôn á. Đó là mình sẽ để đường link Facebook bán hàng của mình ở bên dưới phần mô tả video để anh em có thể mà liên lạc với mình. Rồi khi mà bán vậy anh em muốn gia công đồ sao á là liên hệ với mình. Mình nhận gia công đồ cho tất cả anh em trên mọi miền đất nước luôn nha. Nhận gia công luôn nha, anh em nào thợ này kia thì gã đồ ra thì gửi qua cho mình. Đó, chuyển tiền giao dịch thành công thì mình sẽ làm cho các bạn từ A đến Z luôn. Ok, các bạn muốn làm gì thì bụp cái đó. Nếu mà bên mình khả năng mình làm tới đâu thì mình sẽ làm cho anh em tới đó. Đó, ok luôn. Rồi, quay clip cho chủ bộ này xem, dưới cho anh em tham khảo. Anh em nào muốn gia công này kia giống gì thì liên hệ đường link Facebook của mình để dưới phần mô tả ha. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.